Market form của Gatech có tạo hình cũng như tất cả những bộ phận giáp tương tự như Kabuto, chỉ tông màu của nó chuyển đổi từ đỏ sang xanh dương và phần vai của nấy được điểm tô bằng cặp càng của Gatech trước khi nó đóng lại và chuyển hóa hình dạng Rider form. Tạo hình gương mặt cũng tương tự như Kabuto ở hình dạng Market form nhưng sắc sảo cũng như hung dữ hơn nhiều so với Kabuto. Ngoài những chỉ số cực kỳ tốt ở tất cả hình dạng bao gồm cả Rider form lẫn Market form, vì đây là sức mạnh tối thượng mà Z hàng mong ước, sức mạnh của một chiến thần. Tạo hình cũng như vũ khí của nó thật sự cực kỳ khủng khiếp nếu so với những rider còn lại. Chỉ ở hình dạng Market form nấy được trang bị hai khẩu súng hạng nặng trên vai. Hai khẩu súng này không cần nấy bóp cò mà hoạt động như hai khẩu pháo tự vận hành, với mỗi bên là hai đầu súng riêng biệt. Khẩu súng này mang tên Vulcan với biểu tượng Z cũng như hình ảnh của Gatech trên phần thân súng. Khẩu súng có sức hủy diệt vô cùng kinh hoàng, khả năng bắn liên thanh với lượng đạn dồi dào. Bất kỳ tên worm cơ bản nào khi rơi vào tầm ngắm của Gatech đều không thể nào chịu nổi sức công phá khổng lồ từ hình dạng này của Gatech. Nếu tạo hình của Market form của Kabuto với lưỡi rìu của nấy cho chúng ta cảm giác như một chiếc xe máy ủi nghiền nát tất cả mọi thứ trong phạm vi, thì Gatech giống như một cỗ xe tăng hạng nặng tấn công và hủy diệt tất cả mọi thứ trong tầm ngắm của nó. Tạo hình của Market form là thiên về phòng thủ cũng như sức tấn công, kèm với khẩu pháo này gần như có thể nói đây là hình dạng Market form mạnh nhất trong tất cả những rider, xứng đáng với tên gọi của Gatech. Điều đáng tiếc nhất có lẽ chính là khẩu pháo này sẽ biến mất sau khi nấy sử dụng Cut Up trở thành Color Gatech ở hình dạng Rider Form.